hai mã coupon mới cho cả nhà đây, mình sẽ để trên video nhá. Sau nhiều lần mở hộp không ra xe, hôm nay tôi quyết định làm điều này, đầu tiên sẽ cởi hết đồ ra và tìm một vị trí để ngồi mở hộp su hồn ma nha. Sau một hồi dò hỏi thì tôi biết được một thông tin, đây chính là thần may mắn, do ngồi đợi người yêu quay lại mà thành ra như vậy. Giờ mình sẽ ngồi đây và mở 35 hộp nha, mình sắp đạt 5k sắp, mọi người cho mình một đăng ký kênh nha, giờ thì cùng xem mình mở ra xe này.